Nấm bệnh là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với cây trồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng suất và chất lượng. Chúng ta nên theo dõi cây trồng để phát hiện dấu hiệu nấm bệnh kịp thời. Nếu phát hiện, hãy xử lý ngay bằng thuốc trừ bệnh Nanochitosan, một giải pháp tiên tiến trong việc bảo vệ cây trồng khỏi các loại bệnh hại nguy nguy hiểm. Nanochitosan chứa 5% nanochitosan cùng với các chất phụ gia sinh học đặc biệt như enzyme chichoderma và enzyme pseudomonas. Sự kết hợp này giúp sản phẩm có khả năng hoạt động mạnh mẽ trong việc tiêu diệt các tế bào nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên cây trồng, trị một số bệnh như chết nhanh, chết chậm, thối rễ, héo rũ hay các bệnh như là gãy sẹo, phấn trắng, tháng thư, trị bệnh nấm hồng, rỉ sắt, khô cành. Với kích thước siêu nhỏ, nanochitosan có khả năng thẩm thấu vào sâu bên trong mô thực vật, quét sạch một số nấm bệnh. Điều này giúp cây trồng phục hồi nhanh chóng và phát triển khỏe mạnh. Pha 50ml nanochitosan với 20 lít nước hoặc 500ml với 200-202 lít nước, kèm theo 35g chế phẩm sinh học. Bà con muốn mua, liên hệ số hotline 0776-400-038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kiểusuhue.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.